chào các bạn đến với kênh Liễu Ngọc TV. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm món khô vẹt chay ăn cùng với rau củ thập cẩm nha. Gia vị đường, bột ngọt, tiêu, hai củ hành tím, nước mắm chay, tương ớt chole mát. Mình sẽ cắt hành tím ra từng lát mỏng nè. Hành lá mình cũng cắt khúc. Cải thì mình cắt góc bỏ đi. Rồi sau khi cắt mình ngâm với nước muối nha. Bông cải mình cũng cắt ra và ngâm nước muối luôn. Khổ qua mình sẽ sắc khoanh tròn. Để tí nữa mình luộc xong mình trang trí da đẹp nè. Mình sẽ lận bỏ cái phần ruột hộp của trong ra. Đầu que mình sẽ cắt khúc. Mình bào vỏ củ gãy trắng và đỏ. Mình cũng cắt khúc luôn. Các loại rau củ mình đã cắt ra rồi nè, nhiều màu sắc đẹp chưa? Bây giờ mình chuẩn bị pha nước sốt, mình lấy nửa chén nước, dùng muỗng ăn cơm, lượng gia vị 2 muỗng đường, nửa muỗng bột ngọt, 1 muỗng tiêu. Đây là nước mắm chay, dùng cho những người ăn chay nha. Năm muỗng nước mắm, vì nước mắm chay ít đồ mặn. 3 muỗng tương ớt đầy. Mình sẽ khuấy hỗn hợp này lên cho tan. Mình sẽ bắt cái nồi lên để luộc rau nè. Cho vô nồi nước 1 muỗng muối nha. Để mình luộc rau cho nó có màu sắc đẹp. Mình luộc củ trước rồi luộc rau sau, vì củ lâu chín hơn. Trong thời gian đợi cho củ cải trắng với cà rốt mềm thì mình sẽ bắt cái nồi lên để mình phi hành, mình làm khô quẹt luôn nha. Mình cho dầu vô. Mình sẽ vớt củ ra nè. Dầu nóng rồi, mình cho hành tím vô. Mình sẽ giảm lửa nhỏ để thôi thôi hành tím lại khét. Mình sẽ đảo liên tay nha. Đừng để cho hành nó khét. Nếu hành khét thì ăn sẽ bị đắng. Đến khi hành tím có mùi thơm bốc lên thì mình sẽ bỏ chén nước sốt vô luôn nha. Và mình tăng lửa lên cho nó sôi bùng lên. Mình để đậu que với bông cải vô luộc nè. Mình sẽ nấu một lúc để cho đồ khô quẹt nó sắc lại mới ngon nha.
Bây giờ mình sẽ vớt bông cải, đậu que ra luôn. Các loại rau củ mình luộc vừa chín tới thôi nha, đừng để mềm quá sẽ không ngon. Cải thì mình cũng cho vô luộc luôn. Nước sôi lên trở lại là mình vớt rau ra liền ha. Còn khổ qua là mình luộc cuối cùng nha. Tại vì khổ qua nó có vị đắng á, nếu mà luộc trước thì các rau khác nó đều bị đắng hết. Mình sẽ quay lại với nồi kho quẹt nha. Lúc này kho quẹt sắc lại rồi, mình sẽ cho hai chuỗi tiêu vô nè, rồi hành lá. Bây giờ nồi kho quẹt trông rất là hấp dẫn luôn đó các bạn. Mình cũng cho đầu hành vô luôn, nhìn hấp dẫn chưa? Cuối cùng là tiêu xay. Rồi mình cũng tắt bếp luôn nè. Mình sẽ dọn ra bàn và trang trí rau củ cho đẹp mắt ha. Lúc này món kho quẹt quá là thơm luôn. Món đơn giản dễ làm. Chúc các bạn thành công với món kho quẹt chay nha. Nếu yêu thích video, hãy tặng cho mình một like, một lượt chia sẻ. Mến chào các bạn.